Chào tất cả các bác nha. Hôm nay em sẽ test lại cái con có đề. Đấy, con có đề hôm qua mà hôm trước nó con này là con có đề này. Đấy. Hôm trước thì nó bị cái chế nó bị chảy xăng đấy. Thì hôm nay em đã thay con chế mới rồi. Đây nha các bác nha, con chế mới của nó đây. Đấy. Con chế theo máy đấy. Thì các bác lưu ý nha, sử dụng những cái con này thì các bác phải sử dụng xong rồi các bác nên khóa cái bình xăng này vào xuống nhá. Thì nếu mà khi các bác hoạt động thì các bác vặn bình xăng về vị trí chảy xuống nhá. Sau đó chúng ta thao tác là giật lỗ thôi. Các bác lưu ý nhá. Nha, quên nó em chưa kéo lẹ. Chưa kéo lê à các bác nhá. Đấy. Thì sử dụng chế thì sử dụng bình thường cũng chả có vấn đề gì. Rất đơn giản. Đấy. Chúng ta nên để ga lên một tí nhé các bác nhé, cái này không vấn đề gì, đấy rất đơn giản thôi, có cái gì đây, cho ga lên tí thôi. Thường thôi, chả có cái vấn đề gì. Rồi sử dụng xong thì chúng ta nên đóng khóa vào nhá. Bác lưu ý nhá. Đấy. Thế thôi. Rồi, cảm ơn các bác xem video.